Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bức tranh ốc sen và ốc kê sẩm rất là tươi nhé. Mình sẽ tô phần thân của ốc sen có màu hồng. Phần vỏ của ốc sen mình sẽ cho màu vàng. Ngâm gì đấy? Ừ. Ngâm cái gì đấy? Không biết. Mình cứ ngâm ra đã. Ok, mình đã tốt xong bức tranh con ốc sen của mình rồi. Bây giờ thì mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.